Diễn viên Ngọc Lan xinh đẹp, tài hoa nhưng lận đận đường tình duyên, sự nghiệp diễn xuất từ ghét thành thương. Diễn viên Ngọc Lan sinh ngày 17 tháng 8 năm 1985, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lan. Ngọc Lan bắt đầu hoạt động diễn xuất từ việc làm người mẫu ảnh cho báo Mực Tím. Đến năm 2003, cô lần đầu bén duyên với nghiệp diễn xuất qua vai bé ba trong phim Công ty Thời trang. Tuy nhiên, bộ phim làm nên tên tuổi của Ngọc Lan là phim Kiều Nữ và Đại Gia. Thậm chí cho đến hiện tại, khán giả vẫn yêu mến gọi cô là Kiều Nữ. Đây cũng là bộ phim làm nên tên tuổi một thời của Lý Nhã Kỳ và Thùy Lâm. Dù không tham gia những lớp diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng Ngọc Lan đã dần khẳng định tài năng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân qua nhiều vai diễn ấn tượng như Âm Tính, Cổng Mặt Trời, Thuyền Giấy. Chính nhờ vào sự miệt mài, chăm chỉ trong hoạt động nghệ thuật, Ngọc Lan xuất sắc giành được hàng loạt giải thưởng danh giá tiêu biểu như Cánh Diều Vàng và HTV Awards 2014. Đặc biệt gần đây, vai diễn Nga trong phim Bán Chồng được Ngọc Lan thể hiện xuất sắc trong từng ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách nhấn nhá khiến khán giả bị thuyết phục bởi khả năng diễn xuất ngày càng chắc tay của Kiều Nữ. Cụ thể trong phim Bán Chồng, Ngọc Lan vào vai Nga, một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp có cuộc tình đẹp với Hưng do Tim thủ vai. Nhưng sau biến cố tai nạn, hàng loạt oan trái ập đến cuộc đời Nga. Cô trở thành một người tật nguyền, không có khả năng đi lại, sinh con và dần Nga thay đổi tâm tính, trở thành con người thâm sâu bên trong, còn bên ngoài hiền lành với ông chồng lăng nhăng. Cho đến nay, Ngọc Lan đã là một nữ diễn viên kỳ cựu, quen thuộc trong lòng khán giả. Cô diễn tốt ở nhiều vai diễn khác nhau và có nhan sắc ngày càng mặn mà, xinh đẹp và quý phái. Tuy nhiên, con đường tình duyên của Ngọc Lan lại khá lận đận khi ba lần ngỡ đã chạm ngõ hạnh phúc nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Dù quá khứ không có cơ hội theo học trường lớp đào tạo một cách bài bản, nhưng khi bắt đầu theo nghiệp diễn xuất, Ngọc Lan đã nhanh chóng khẳng định được tài năng và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Trong một chương trình talk show, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về hành trình theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy của mình. Cô không ngại chia sẻ, từ năm 2013 đến 2015 là thời gian vàng son của Ngọc Lan. Khi Lan đóng vai Hương Thảo trong phim Thuyền Giấy, vai diễn đã mang lại giải Cánh Diều Vàng và giải vàng liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Bên cạnh đó, mỹ nhân 8X cũng đề cập đến vai dì Trang trong phim Luật Trời. Một vai diễn phản diện đã giúp cô đạt giải tại liên hoan phim truyền hình toàn quốc và giải Ngôi Sao của Năm do báo Ngôi Sao bình chọn. Ngọc Lan cũng trải lòng thêm về các vai diễn phản diện mà mình đảm nhận. Cô cho biết bản thân bị người xem chê bai hoặc thậm chí là nói những lời khó nghe khi vào vai ác. Thế nhưng về sau, khán giả lại quay ra ủng hộ Ngọc Lan đóng vai phản diện vì muốn thấy những toan tính của nhân vật cô đóng sẽ thành công. Ngoài dì Trang của Luật Trời, gần đây nữ diễn viên cũng nhận về khá nhiều nhận xét tích cực cho vai Diễm trong Mặt Nạ Gương. Nhiều người cho rằng nhân vật Diễm độc ác chẳng hề thua kém dì Trang. Với lần hóa thân này, người đẹp đã thể hiện được những cung bậc cảm xúc khác nhau của một người phụ nữ lắm thủ đoạn với ánh mắt sắc lạnh khiến khán giả nhiều lần phải rùng mình, nổi da gà. Tuy nhiên, trong những phân cảnh ở cạnh chồng, Diễm luôn tỏ ra hiền dịu và thảo mai, chẳng khác gì một người đa nhân cách. Khi được hỏi về việc có e ngại nếu tên tuổi đóng khung với vai phản diện hay không, ngôi sao của Trói Buộc Yêu Thương từng tâm sự với trang Hà Nội Mới rằng: "Tôi thấy bản thân khá linh hoạt khi hóa thân vào các dạng vai khác nhau và luôn nỗ lực để mang lại màu sắc riêng cho từng nhân vật, nên tôi không ngại việc đóng vai phản diện sẽ đóng khung tên tuổi. Nếu khán giả đặt cho tôi danh xưng nào đó, tôi vẫn vui vẻ đón nhận." Trở lại với chương trình, Ngọc Lan chia sẻ thêm về việc cô chịu nhiều ảnh hưởng trong phong cách diễn xuất của chị Hồng Ánh và cô Ái Như. Ngoài ra, người đẹp còn nhắc đến nghệ sĩ Nguyễn Châu, người đã giúp Ngọc Lan nên duyên với điện ảnh khi giới thiệu cô làm diễn viên trong thời gian đóng MV ca nhạc. Đặc biệt, Ngọc Lan cũng dành những lời tri ân cho người thầy đã dạy mình cách khóc. Đó là nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng. Cô đã dạy Lan: "Con thương được nhân vật thì khi nhân vật chịu khổ con sẽ rơi được nước mắt." Đây cũng chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp diễn xuất của Lan.
Có thể nói, khán giả càng ngày càng ngưỡng mộ những nỗ lực không ngừng của Ngọc Lan để có thể gặt hái được thành công như hiện tại. Và khán giả hâm mộ cô cũng luôn hy vọng rằng nữ diễn viên sẽ tiếp tục mang đến nhiều vai diễn ấn tượng hơn trong thời gian tới. Chuyện tình đầy sóng gió của kiều nữ Ngọc Lan. Sau nhiều lần tan vỡ, cuối cùng Ngọc Lan sánh bước bên người bạn thân gắn bó 10 năm, diễn viên Thanh Bình. Nam diễn viên là người chứng kiến từng bước đi của Ngọc Lan, cả thành công, vấp ngã và những đổ vỡ. Anh cũng chính là nơi để cô trút bầu tâm sự, ngả lòng khi yếu đuối. Theo như cả hai chia sẻ, dù đã yêu thầm Ngọc Lan khoảng 5-6 năm, nhưng Thanh Bình không dám thổ lộ, mặc cho người đẹp đã không ít lần bật đèn xanh. Tuy nhiên, có duyên có nợ thì rồi cuối cùng cũng sẽ đến. Thanh Bình và Ngọc Lan tổ chức đính hôn vào tháng 7 năm 2016. Thời điểm này, nữ diễn viên đang mang thai ở giai đoạn đầu. Từ lúc đó, Thanh Bình luôn thể hiện tình yêu nồng nhiệt dành cho vợ. Anh mua xe hơi trị giá 2 tỷ đồng tặng vợ sau khi Ngọc Lan sinh con. Cả hai luôn thể hiện hạnh phúc trọn vẹn từ các chương trình game show trên truyền hình cho đến những chia sẻ về cuộc sống gia đình trên trang cá nhân cùng cậu con trai Louis kháu khỉnh. Trước những hình ảnh ngọt ngào của gia đình nhỏ Thanh Bình và Ngọc Lan, người hâm mộ mừng thay cho cô đã tìm được bến đỗ trọn vẹn sau nhiều sóng gió. Thế nhưng cuối cùng, mọi việc lại không như những gì mọi người mong muốn. Cụ thể, những đồng đoán trục trặc tình cảm xuất phát từ việc cả hai đã ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội, không tương tác, không đăng hình chung, không cùng nhau đi du lịch như xưa. Và đặc biệt khi bé Louis bệnh, cũng chỉ có một mình Ngọc Lan chăm sóc. Đứng trước sự ngờ vực, Thanh Bình và Ngọc Lan đều né tránh và trả lời do nam diễn viên đang làm việc ở tỉnh, còn Ngọc Lan chủ yếu hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh nên không có cơ hội bên nhau. Thế nhưng ngày 13 tháng 11 năm 2019, Ngọc Lan đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng dòng trạng thái chính thức xác nhận đã chia tay Thanh Bình. Hai người cho biết họ vẫn làm bạn và cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con trai nên người.